Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với channel của mình. Đây là khu vườn cây ăn trái nhà mình hết các bạn. Hôm nay cũng cuối tuần được nghỉ, không có đi làm đó. Sẵn có dịp ra vườn chơi nên mình quay lại video này cho các bạn xem ha. Quay lại khu vườn cây ăn trái nhà mình đủ loại cây luôn hết các bạn. Vườn nhà mình thì không có rộng lắm nhưng mà mình trồng đủ thứ cây hết á, cây gì cũng có hết. Cây gì mình thấy thích thích là mình mua về trồng rồi. Trồng thứ một hai cây vậy đó. Mình bây giờ mình dẫn các bạn đi xem vòng vòng ha. Đây đầu tiên đây cây ổi tím nha các bạn. Ổi tím này thì toàn thân nó màu tím hết ha. Lá, thân, trái, bông nó cũng tím luôn ha các bạn. Ổi tím này nó ra trái nhiều lắm các bạn. Ngày đến quay trái nó được. Nó ra trái. Trái nhiều lắm. Trái nó màu tím nhìn khó thấy ha, giống lá luôn nè. Mình kiếm trái nào chín hái cho các bạn coi ha. Ồ, trong này có trái bự quá nè mà còn sống các bạn. Trái này ăn được rồi mình hái luôn ha các bạn. Đây chỗ này cũng bự rồi ha. Để mình kiếm trái chín coi. À, đây con trái nữa nè. Trái này mềm hơi chín nè các bạn. Này trái nhóc ở trên luôn nè. Ôi ôi. Bên đây cũng trái nữa nha các bạn. Mình kiếm. Qua bên kia có trái bự không? Ở dưới đây cũng trái nhóc luôn. Đây trên đây con trái. Trái này hái được nha các bạn. Sắp chín rồi. Đây trái nhóc luôn nè các bạn thấy không? Trái nó nhìn màu đen giống trái vú sữa tím quá ha. Nhìn không thấy luôn. À, trái chùm chùm luôn nè. Nó ra trái nhiều lắm. Ổi này mình mới trồng hơn năm thôi các bạn. Chưa tới năm rưỡi nữa mà trái nó ra trái nhiều lắm. Mỗi lần nó ra khoảng mấy trăm trái á. Nè bên đây trái nhiều lắm nè, để quay cho các bạn coi. Rồi nè nó ra trái nè. Nè đây trái chùm chùm luôn nè. Trên này cũng trái nhóc luôn nè. Ổi tím này thì nó có nguồn gốc từ Malaysia nha các bạn, chứ không phải của Việt Nam mình ha. Bây giờ mình qua cái mấy cây khác nha các bạn. Còn đây đây ổi Việt Nam mình ha các bạn. Ổi Việt Nam mình nó màu xanh chứ không màu tím ha. Này ổi nữ hoàng nha các bạn. Ổi này không, nó không có hạt luôn. Ổi không hạt. Ôi, trái này hình kỳ quá. Kìa bên kia trái nhóc kìa. Trái này cũng già luôn các bạn. Hái luôn. Dạ. Đây con chùm mà chưa già. Chùm này chắc già bữa nó mới hái được. Đây có hai trái này hái được nè các bạn. Mình hái trái bự hay chừa trái nhỏ lại. Đây hai trái nữa nè. Hái trái bự luôn. Đây trên đây cũng có con chùm nữa nè. Chùm hai trái bằng nhau luôn. Hái luôn các bạn. Trên này có trái bự lắm nè.
trái này cũng đẹp. Hai nó luôn. Còn mấy trái nhỏ mình để lại mai mốt nó bự mình hái nữa. Còn cũng nhiều lắm á. Giờ mình đi qua mấy cây khác nha các bạn. Đây cây nhãn nha các bạn, mà nó chưa có trái. Này, nhãn đường lá dài. Nhãn này trồng chắc khoảng 2-3 năm nó mới có trái các bạn. Không, nó có bông rồi mà nó chưa có trái. Đây cây mặn nha các bạn. Ra bông quá chừng rồi nè. Sắp có trái rồi đó. Đây, chùm bông ra nguyên chùm bông luôn. Ủa đây ổi trái quá chừng. Trái chùm chùm. Trái này hái được. Hồi nãy giờ hái cũng nhiều lắm các bạn ơi. Quá chừng luôn nè. Đi qua mấy cây khác nữa ha. Đây cây mắng cầu ta ha các bạn. Mắng cầu ta Thái. Mắng cầu ta này mình đặc biệt mình tuốt lá nó mới ra trái mới nhiều ha các bạn. Thở mình lặt lá hết, bữa nay nó ra trái quá chừng rồi nè. Không lặt lá là nó khỏi ra trái đi. Lâu lắm nó mới ra được 1-2 trái thôi. Mình lặt lá hết ha. Đây nó lớn rồi đó. Cây này khoảng 5 tuổi là mình lặt lá được rồi, nó ra trái rồi. Mình lặt lá này nó ra trái ngóc mình bao lại nè các bạn. Bao trắng trắng nè. Để ở ngoài sâu nó ăn hết nên mình bao lại. Đây để mình mở cho các bạn coi. Mắng cầu ta Thái này trái nó bự lắm hết các bạn. Trái bự nhất có thể nửa ký trái đó. Đây hai trái rồi. Trái này còn lớn nữa hết các bạn, nó còn nhỏ. Đây trái này mình bao lại. Thôi. Trái này nó còn lớn gấp đôi trái này nó mới được hết các bạn. Ngoài kia trái nhóc kìa mình bao lại hết rồi. Đi vòng vòng mấy cây khác nữa. Đây cây bơ nha các bạn. Cây bơ bút nè. Nó chưa ra trái các bạn. Bơ này trồng lâu lắm mới có trái, 4-5 năm gì nó mới có trái. Cái này mới có 1 năm rưỡi rồi các bạn. Đằng kia này cây vú sữa nha các bạn, vú sữa lầu ghèn. Sữa này nó có bông có trái luôn rồi. Để mình kiếm trái nè, quay cho các bạn coi. Đây có trái rồi. Này nó ra được 3-4 trái gì vậy. Đây trái này mà còn nhỏ. Nó mới đậu đây nè. Kìa ngoài kia có 2-3 trái kìa. Đây trái nữa nè. Kìa ngoài đó một trái nữa kìa. Còn nhỏ ha. Bên này cây sâu chơi nha các bạn. Đây cây sâu chơi đây. Chơi có trái này, một trái đây. Trái bự dưới này có trái bự lắm nè. Nè. Có. Trái này gần ăn được rồi. Đây cây sâu chơi đây các bạn. Trên quay xuống nè. Nó ra bọc nhóc rồi kìa. Mai mốt nó ra trái nữa. Bên đây nó có mấy trái nhỏ nữa nè. Nghe mà trái nhỏ nè. Đây, trái nhỏ. Đây cây chùm chùm Thái nha các bạn. Thái này cao lúc đầu rồi nè. Chùm Thái này mình trồng mới trồng cũng năm mấy thôi. 3-4 năm nó mới có trái được. Còn cây nhỏ này mình mới trồng nha các bạn. Này cam sòn mình mới trồng. Đây đây cây bự da xanh ha. Bự da xanh này. Còn
đây cây mãng cầu sim hết các bạn. Mãng cầu sim này mới trồng năm mấy nè, trồng chung với mấy cây kia nó ra bông ra trái luôn các bạn. Có trái rồi nè. Mình quay trái nó cho các bạn coi. Đây. Trái đây có bông kế bên đây. Bông nó nè. Vậy mấy này trái đây. Thì gài dữ. Gài như sầu riêng vậy. Ra bông nhóc trên kia nhóc luôn rồi. Ra bông nhiều lắm. Cái này cái quýt đường nha. Đường đường trái xíu nè. Rồi, cây nhỏ xíu à. Cây mới trồng đây coi được đựng trái đây. Nó cao chưa tới 1 mét nữa mà nó có trái rồi. Trái này muốn chín luôn á, nhỏ mà gì. Bằng trái chanh nè. Đây vậy cho các bạn coi cái đường mình là nó nhỏ xíu à đó. Cái gì đó vẫn coi đựng trái. Đây cây nhỏ xíu này là cây măng cụt hả các bạn. Măng cụt này mình trồng cũng 1 năm mấy rồi mà nó lâu lớn quá. Nó cao chừng nửa mét à. Măng cụt này trồng chắc khoảng 5-6 năm gì nó mới có trái quá. Trồng năm mà không thấy lớn gì chừng. Còn cái nó là cây bự da xanh ha. Còn đây là vườn mít nha mình ha các bạn. Mít Thái á, mít Thái siêu sớm. Thái này mình trồng cũng 5 mấy rồi nè, trái quá chừng rồi. Cây nào cũng có trái hết. Cây trái cho các bạn coi. Nè trái nè. Đó, giờ dài đằng kia trái nhiều lắm đó các bạn. Đó, quá trời trái luôn. Hey, đây là thành quả của mình hé các bạn. Nãy giờ ra vườn được thành quả được nhiêu đây nè. Có hái được ổi xanh, ổi nữ hoàng ha, với ổi tím này ha, hai thứ. Mình tách thử cho các bạn coi cho ổi tím này nó ra sao ha. Ổi tím này, cái này chín rồi nè, tím đẹp quá, mùi thơm lắm luôn. Ổi này đặc biệt, ổi tím này nó thơm lắm nha các bạn. Nè, ở trong nó màu tím hết trơn. Mình sẽ cho các bạn coi ha. Đây. Giống vú sữa tím ha các bạn. Nè, không biết mới nhìn tưởng trái vú sữa không, ở ngoài nó nhìn tím tím nè. Thơm lắm. Thơm lắm, mình ăn thì nó cũng ngọt mà nó hơi có vị chát chát hơi hết các bạn. Ổi tím này đặc biệt thì trái sống ăn nó chát lắm ha, ăn không được ha, nó chất ngậm mà. Chín ăn mới được ha. Trái này chín rồi nè. Chín thì nó ngọt hơi nhưng mà nó cũng có hậu chát hơi hết các bạn. Nó không có ngọt như ổi Việt Nam mình. Lạ mình ăn thử cho biết thôi. Thật sự thì ổi này ăn thì nó không có ngon ổi Việt Nam mình hết các bạn. Nó có cái hậu chát hơi. Màu thì đẹp, nói chung là nó độc lạ thôi. Ở Việt Nam mình cũng ít thấy trồng ai trồng ổi này ha. Này giống ổi nước ngoài. Ổi này chín thì ăn cũng tạm được ha các bạn, không có ngon lắm nhưng mà ăn được. Nó ngọt lớn lớn à, không có ngọt như ổi nữ hoàng của mình. Đặc biệt thì nó có cái hậu hay trái chát hay ha. Mấy trái sống thì nó chát lắm, ăn không được đâu. Nè, trái này gì chín rồi nè, mình ăn nó còn hơi chát hơi. Để chín mùi ăn mới được hết các bạn. Thôi, ổi này Việt Nam mình ăn ngon nhất các bạn. Ổi tím này nó độc lạ thôi chứ ăn thì nó cũng không ngon mà ha. Sẽ ổi Việt Nam cho các bạn coi.
Việt Nam mình là ngon nhất. Đây ở Việt Nam mình nè các bạn. Ở nó không có hạt luôn ha. Ở nó vàng. Ở Việt Nam mình loại ngon. Việt Nam mình ta có hạt chua, chua chua hơi mà nó ngọt hết mà. Cái ổi tím thì nó nhỏ hơn cái ổi nữ hoàng của mình các bạn. Nó cầm lên cho các bạn coi. Đây cái ổi tím ở Việt Nam đây. Cái ổi tím bự nhất thì nó cũng nhỏ hơn cái ổi Việt Nam mình ha. Nữ hoàng mình trái này cũng gọn mà nó còn bự hơn cái ổi tím. Này ra vườn ổi ăn đã luôn rồi. Đây trên cây con trái luôn rồi bạn. Cũng hai chùm hai trái thôi. Nè ổi trừ cơm luôn. Ở chừng ổi trái luôn. Còn ổi tím này các bạn có trồng thì mua về trồng một hai cây rồi ăn chơi thôi các bạn. Chứ ổi này thực sự thì ăn nó không có ngon lắm. Mình trồng để thấy nó lạ lạ mình trồng cho có với người ta thôi. Hay có nhu cầu trồng ổi tím này các bạn ra chạy giống có. Mình giờ thấy chạy giống nào cũng có ổi tím này chứ. 20.000 cây giống nha các bạn. Trồng thì nó mau có trái lắm. Ổi tím của mình trồng 6 tháng nó có trái rồi đó. Ổi mình trồng hơn năm là ăn được 2-3 lần rồi các bạn. Nó ra 2-3 đợt trái rồi. Đặc biệt ổi tím trái nó ra nhiều lắm hết các bạn. Nó ra nhiều hơn ổi nữ hoàng, ổi xanh của mình. Nó ra lần khoảng hơn 100 trái đó. Còn ổi xanh mình nó ra 20 trái, 30 trái là nhiều mà. Rồi ăn ngay cái ổi luôn. Còn trái trên cây nhóc nè. Còn hành quả của mình đây. Nhiều ăn no luôn rồi. Thôi giờ đem về nhà cho ba mẹ ăn tiếp mới được. Thôi giờ tạm biệt các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu thấy hay hãy bấm like và đăng ký kênh của mình nhé các bạn. Tạm biệt các bạn.